chúc mừng Văn Lang 25 năm. Yeah. 1, 2. Tại sao con thích đến trường Việt? Là tại con hiểu thêm tiếng Việt, với là tại nói chuyện với người Việt mình phải nói tiếng Việt, không phải nói tiếng Mỹ người ta không hiểu. Đó, ok. Còn con thì sao? Tại vì con là người Việt thì nên con phải biết tiếng Việt nhiều thêm, không thôi là đâu phải người Mỹ. Con thích chơi bạn và con thích làm bài và làm test. Vàng đang giúp rửa con nói chuyện với cha mẹ, với cố gắng học trong trường. Tiếng Việt của cháu đó, nó có improve được không chứ? Có tiến bộ không? Tiếng Việt của mấy em khá hơn nhiều. Đôn với Thiên Hương về nhà nói tiếng Việt nhiều hơn. Mấy em tập biết và có vẻ như hiểu về văn hóa Việt Nam nhiều hơn. Wow, thì ngoài cái đi học tiếng Việt thì các em còn có sinh hoạt gì ở đây nữa không chú? Thường thì các em sinh hoạt những cái gì mà các thầy cô tổ chức. Thiên Hương có thi trẻ em đạt. Đôn chắc hy vọng năm tới cũng có thể làm vậy. Em có thấy là lúc mà họ trẻ Tết thì các em có thi trẻ em đạt không chưa? Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn cô. Mục tiêu chính của Văn Lang là để các học sinh đọc và viết thông thạo tiếng Việt, hiểu rõ nền văn hóa dân tộc của người Việt Nam. Ngoài ra, Văn Lang cũng còn là một môi trường để các em sinh hoạt chung và rèn luyện những đức tính tốt theo tinh thần của dân tộc Việt Nam. Em thích học tiếng Việt ở đây tại em có nhiều bạn học đây. Con thích trường Văn Lang tại vì Văn Lang Văn Kiểu. Con thích trường Văn Lang tại vì con có nhiều bạn bè. Cái gì của Văn Lang làm cho con thích nhất? Bạn bè. Con đi học chung với bạn mà con được làm bạn thêm nhưng như không có ở trường học Mỹ. Đó, ok. Con đi học trường Văn Lang này con có bạn nhiều lắm rồi. Dạ. Nói về cái chuyện đi dạy học ở trường Văn Lang mà về cái thích, tại sao mình thích thì có vẻ là nó hơi không có đúng lắm. Là mình sẽ phải mất, tại vì mình phải mất một buổi sáng thứ bảy. Nhưng mà trong cái điều mà mình mất đó, mình thấy mình được rất nhiều. Đó là mình có những em nhỏ, bố mẹ đã mất công đem tới đây cho nó đi học. Và mình được dạy nó học. Mình mang đến một cái kiến thức cho nó, một cái ngôn ngữ cho nó, và một cái sự hiểu biết về nước Việt Nam cho nó. Và mình thấy điều đó là thích, rất là thích, là tại vì mình cũng giống như là mình mở được cái trí của một người nó ra. Mình mở được cái sự hiểu biết của người ta ra. Của những em nhỏ, cái đầu óc nó còn non nớt, còn chưa hiểu biết. Và rất là những em nhỏ Việt Nam, nhiều em sanh ra và lớn lên ở bên này, chúng nó không có biết một tí gì về Việt Nam. Thì qua những cái sự đi học ở đây, mình truyền đạt những cái sự hiểu biết của mình, những cái kiến thức của mình, những cái ngôn ngữ của mình về tiếng Việt của mình cho em nhỏ đó. Và mình thấy em nhỏ sau một thời gian mình đi dạy đây, mình thấy nó lớn lên trong cái ngôn ngữ của nó. Đó là cái đó, nó đem lại cái niềm vui thích cho mình. Thầy Lộc có cái gì mà làm cho con thích đi học tiếng Việt? Có cái bảng để mình có thể nhìn khi mà đọc. Ok. Tại sao con thích thầy của con? Tại thầy làm mấy cái chữ khó khó cho con biết nhiều hơn, nhiều tiếng Việt hơn. Oh, ok. Thầy của em là thầy Việt và em thích thầy tại thầy làm lớp vui. Học tiếng Việt giúp tôi hiểu và biết tiếng Việt dễ hơn. Văn Lang dạy cho con làm người tỉnh táo, tốt hơn. Bây giờ thầy Quân cho biết lý do gì mà thầy Quân đi ra về lại trường Văn Lang để dạy ở đây. Sau Quân học xong đại học
thầy Quang này và lại Quang thì rất giúp thầy cô học tiếng Việt và cũng muốn giúp mấy đứa nhỏ là phải biết nhớ ơn biết tiếng Việt đó. Đa số các thầy cô ở Văn Lang ở lại với trường khá lâu, có thầy cô ở lại đến 3-5 năm, có thầy cô đến 10 năm, và cũng có những thầy cô có mặt từ cái ngày đầu tiên mà Văn Lang được thành lập, tức là trên cả 25 năm. Thì lý do vì sao các thầy cô ở lại lâu như vậy thì ngoài những cái thì giờ ở lại trường để dạy dỗ các con em mình và các con em người Việt ở đây, thì các thầy cô có những cái sinh hoạt riêng bên ngoài. Ví dụ như là party ở các nhà thầy cô về sinh nhật hoặc là lễ lược lớn, những buổi picnic ngoài trời, những cái ngày đi trại hè xa hoặc là lễ Noel. Nhờ những cái cơ hội này các thầy cô tạo nên một cái tình cảm rất là khăng khít với nhau và giúp cái sự liên hệ này mỗi ngày một phát triển, và nhờ vậy để giữ các thầy cô ở với trường Văn Lang lâu hơn để phục vụ cái công tác xã hội này. Cô Phượng cũng bắt đầu là một người phụ huynh dẫn con đến trường cho các con học tiếng Việt, thì sau đó thì cảm thấy thấy các em cần sự dạy dỗ tiếng Việt hơn, thì cô đã sát nhập với cái hội gia đình của Văn Lang. Từ ngày cô vô đây cô dạy thì Phượng rất là thích, tại vì thấy các em nó một ngày một giỏi về tiếng Việt hơn, và những bài luận văn của em viết mà những lời nói rất là dí dỏm dễ thương, với lại sinh hoạt giữa các thầy cô với nhau ở đây cũng rất là nhộn nhịp, có những buổi sinh hoạt rồi vui chơi, và cũng có tính cách là cho các em gần gũi với nhau hơn và học tiếng Việt ngày một khá hơn. Thì Văn Lang là một nơi mà tất cả các cộng đồng người Việt Nam chúng ta lúc nào cũng nhớ về, và khi thấy các em trưởng thành và lớn lên, và có một số các em đã trở lại dạy Văn Lang, chẳng hạn như Quân chẳng hạn, và Thủy Tiên, thì cô rất là cảm kích, và cô hy vọng là những thế hệ sau các em cũng cố gắng học tiếng Việt thật giỏi và giúp ích cho cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại. Cô cảm ơn rất nhiều.